con nhé. Con này tự động bật tắt này. Đây là mi lỗi phím nhé, nên là phải tháo hết nó ra đã. Ngoài làm gì cứ tự động lại bật lên. Bluetooth này, đây power on off này, nhìn lỗi ở cái phím này nhá. Đo thì không thấy chập nhá. Đo hai chân này đo thông mạch thì không chập, nhưng mà thực tế là nó sẽ có đấy này. Đo thì không chập chẳng nào cả. Mình sẽ đặt que đen xuống xuống mát này, còn que đỏ là mình sẽ đo nguồn này, tự nó bật này. Đo nguồn của cái chân này nhé. Đó là đang tìm một điểm mát này, lấy một điểm bất kỳ này. Đo kiểu này là biết được con nào nó bị giò ngay. Đây này, con này bị này. Đồng hồ ở đây cho các bạn nhìn. Ốc của cái khung hình đó nó bé quá, khung hình máy nó nhỏ quá nên là bạn nhìn nó sẽ khó, hơi bị khó nhìn nhá. Ở đây nhá, để ý nhá. Đây là đang ở chế độ vôn này. Một que đen này chạm mát này. Đây, mát này. Đây các bạn nhìn cái điểm này nhá. Bên này 4V này. Bên này 3V 7 này. Chứng tỏ là hai cái chân này là gần thông nhau nhá, còn các chân còn lại nhá. Đây nhá, 4V nhá, đó còn lại không có nhá.
4V nhá. Đo còn lại không có nhá. Cả mấy nút bên này thế. Có duy nhất một chân nút power này thôi đấy, bên này 3,7 này. Bên này 4V này. Mà đo thì lại là không thông nhá. Đo thông mạch thì không thông nhá. Thấy chưa? Đo thông mạch thì là nó có tận 70 mấy, 5 mấy ca. Đó là cái chân cái phím này bị lỗi này. Mấy lỗi thì bây giờ mình sẽ nhổ phím đi ra. Mình có phím thì mình thay, không có phím mình vệ sinh lại được. Mình thì mình hay là vệ sinh thôi. Tháo cái phím này ra. Cọ sạch nó đi. Nhìn nó thì nó như này, không có gì đâu. Nhưng mà nó sẽ có điện trở. Có điện trở nhé. Chùi nó sạch sạch một chút. Tây là nó không thích sửa cái này đâu nhá, sửa cái này là sửa không chuyên nghiệp. Nhưng mà đúng, mình đâu phải dân chuyên đâu, mình sửa kiểu không chuyên nghiệp mà. Sửa kiểu không chuyên nghiệp nên là nhiều cái video mình quen tây đâu mà nó nói mà sao mày lại làm như thế này. Không có phải là dầu như nước nó đâu mà cái gì nó mình cũng có sẵn được.
tách tách ra được. Bây giờ lại hàn giả vào. Muốn hàn giả vào được thì để mình khoan thủng cái lỗ này đã. Ok, giờ mình gắn ngay vào thử này. Chấm pin này. Pin 4V này. Thấy chưa? Hết rồi. Hết hiện tượng đây rồi. Mở nguồn này. Mở nguồn nhá. Đó, như vậy là được rồi. Ok rồi đấy. Này là sẽ hết tịt luôn cái bệnh chập chờn. Bật này. Rồi, giờ thì chắc là mình tạm dừng clip nhé. Nó chỉ như này là ok. Và cả con này cũng thế. Giờ mình tạm dừng để mình bắt vào một clip dài quá này. Rồi, xin ok.